Hang Seo làm nóng sân Thống Nhất. Thể thao văn hóa, Việt Nam, Phan Văn Đức vốn là trò cưng của huấn luyện viên Park Hang Seo nhưng chấn thương đã khiến cầu thủ này phải ở nhà xem các đồng đội thi đấu ở King's Cup. Tuy nhiên, tiền đạo SLNA sẽ trở lại để làm nóng sân Thống Nhất tuần này. Văn Đức được huấn luyện viên Đức Thắng thông báo sẽ chính thức trở lại với SLNA ở tuần này, và có thể ngay trong trận làm khách của Sài Gòn tối 31 tháng 5, tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam sẽ ra sân ngay từ đầu. Câu lạc bộ Nhật Bản muốn chiêu mộ Văn Đức. Văn Hậu nói gì về tin xuất ngoại? Cầu thủ họ Phan đã nghỉ thi đấu từ đầu mùa giải năm nay và vật lộn với chấn thương suốt 3 tháng qua thay vì khoảng 2 tháng như dự kiến. Thời gian dài đằng đẵng với Văn Đức khi cầu thủ sinh năm 1996 khát khao trở lại để góp sức cho hàng công của huấn luyện viên Đức Thắng. SLNA mới chỉ có 8 bàn thắng sau 11 lượt trận, con số thấp nhất V.League 2019. May mắn cho họ là hàng thủ đã đứng vững vàng để bù đắp cho hàng công. Bạn thân của Văn Đức ở SLNA là Xuân Mạnh cho biết việc thiếu vắng Văn Đức là một thiệt thòi khi hàng công đội bóng xứ Nghệ vốn neo người và Văn Đức là cầu thủ có thể tỏa sáng khi cần. Năm ngoái, Văn Đức đã có 9 bàn thắng cho SLNA và đến hiện tại, nguy cơ cả lượt đi đội bóng xứ Nghệ ghi không nổi số bàn thắng như Văn Đức mùa giải trước là có thật. Việc Văn Đức tái xuất cùng SLNA là tin vui cho huấn luyện viên Đức Thắng, người đang chịu áp lực rất nhiều khi không có cầu thủ chia lửa cùng Olaha. Mùa này, chân sút gốc phi cũng khốn khổ khi đánh rơi phong độ và SLNA gần như bị bắt bài khi dồn bóng cho ngoại binh này. Trong buổi tập trước trận đấu chiều 30 tháng 5, ba mẹ Văn Đức đã có mặt ở sân để theo dõi tiếp sức tinh thần cho cậu con trai. Họ cho biết, Văn Đức trở lại khiến chúng tôi rất vui. Thời gian qua chúng tôi động viên Đức rất nhiều để sớm trở lại. Gia đình tôi ở Bình Dương từ lâu nay. Nghe tin con tập lại được nên lái xe 20 km từ nhà lên đây để xem con tập. Thật tiếc vì Văn Đức chấn thương không được dự King's Cup. Nhưng bóng đá mà, chấn thương thì phải chịu thôi. Hy vọng của chúng tôi lúc này là Văn Đức vào sân đá tốt, ghi bàn trận tới. Nếu được trở lại khoác áo DT quý G, không chỉ con tôi mà nhiều người sẽ tự hào. Đương nhiên Văn Đức cũng như nhiều cầu thủ khát khao trở lại. Văn Đức trở lại ngay trận gặp Sài Gòn giúp cổ động viên SLNA tin tưởng vào kết quả có lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Năm ngoái, Văn Đức là người đã ghi bàn ở mặt sân Thống Nhất mở ra chiến thắng của SLNA trước TPHCM. Hiện tại, đội chủ nhà đang có phong độ khá tốt khi chưa thua trận nào ở đây. Sài Gòn đang xếp hạng 4 với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Nếu có thêm 3 điểm, họ sẽ vượt mặt chính SLNA. Sài Gòn đã thắng 4 và hòa 1 trận mùa này và tất cả đều đến ở Thống Nhất. Vấn đề với câu lạc bộ này là hàng thủ có vấn đề khi để thua 13 bàn, gần bằng số bàn thắng 15. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết điều ông lo lắng là sự tập trung của các cầu thủ ở thời điểm cuối trận. Sài Gòn thất bại ở Bình Dương và Thanh Hóa với cách biệt mong manh một bàn cũng bởi sai lầm như thế. Trong khi đó, bất lợi đáng nghiêng về SLNA khi họ vừa thua Thành phố Hồ Chí Minh 1-2 ở chính sân Thống Nhất tuần trước. Điều trùng hợp là cũng chính vòng 12 V.League năm ngoái, hai đội đã chạm trán nhau và không may cho đội khách. SLNA đã thất bại 1-2. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho SLNA là Ngọc Hải đã chuyển đến Viettel, còn ra Sinva hiện tại vẫn là tiền đạo chủ lực của Sài Gòn. Thời điểm đó, huấn luyện viên Đức Thắng đứng trước nguy cơ bị sa thải nhưng đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn 2. Văn Đức là người đã ghi 2 bàn thắng để giúp SLNA ngược dòng 3-2 tại Thành Vinh trận lượt về. Lịch sử đối đầu khá cân bằng khiến cục diện trận đấu sắp tới khó đoán định. Đây cũng là lần gặp lại cố nhân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, người trưởng thành từ công tác đào tạo trẻ xứ Nghệ trước khi dần khẳng định năng lực ở V.League. Dự đoán 1-1 VH THETHAOVANHOAVN. Phan Văn Đức vốn là trò cưng của huấn luyện viên Park Hang Seo nhưng chấn thương đã khiến cầu thủ này phải ở nhà xem các đồng đội thi đấu ở King's Cup. Tuy nhiên, tiền đạo SLNA sẽ trở lại để làm nóng sân Thống Nhất tuần này. Văn Đức được huấn luyện viên Đức Thắng thông báo sẽ chính thức trở lại với SLNA ở tuần này, và có thể ngay trong trận làm khách của Sài Gòn tối 31 tháng 5, tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam sẽ ra sân ngay từ đầu. Câu lạc bộ Nhật Bản muốn chiêu mộ Văn Đức. Văn Hậu nói gì về tin xuất ngoại? Cầu thủ họ Phan đã nghỉ thi đấu từ đầu mùa giải năm nay và vật lộn với chấn thương suốt 3 tháng qua thay vì khoảng 2 tháng như dự kiến. Thời gian dài đằng đẵng với Văn Đức khi cầu thủ sinh năm 1996 khát khao trở lại để góp sức cho hàng công của huấn luyện viên Đức Thắng. SLNA mới chỉ có 8 bàn thắng sau 11 lượt trận, con số thấp nhất V.League 2019. May mắn cho họ là hàng thủ đã đứng vững vàng để bù đắp cho hàng công. Bạn thân của Văn Đức ở SLNA là Xuân Mạnh cho biết việc thiếu vắng Văn Đức là một thiệt thòi khi hàng công đội bóng xứ Nghệ vốn neo người và Văn Đức là cầu thủ có thể tỏa sáng khi cần. Năm ngoái, Văn Đức đã có 9 bàn thắng cho SLNA và đến hiện tại, nguy cơ cả lượt đi đội bóng xứ Nghệ ghi không nổi số bàn thắng như Văn Đức mùa giải trước là có thật. Việc Văn Đức tái xuất cùng SLNA là tin vui cho huấn luyện viên Đức Thắng, người đang chịu áp lực rất nhiều khi không có cầu thủ chia lửa cùng Olaha. Mùa này, chân sút gốc phi cũng khốn khổ khi đánh rơi phong độ và SLNA gần như bị bắt bài khi dồn bóng cho ngoại binh này. Trong buổi tập trước trận đấu chiều 30 tháng 5, Bà mẹ Văn Đức đã có mặt ở sân để theo dõi tiếp sức tinh thần cho cậu con trai. Họ cho biết, Văn Đức trở lại khiến chúng tôi rất vui. Thời gian qua chúng tôi động viên Đức rất nhiều để sớm trở lại. Gia đình tôi ở Bình Dương từ lâu nay. Nghe tin con tập lại được nên lái xe 20 km từ nhà lên đây để xem con tập. Thật tiếc vì Văn Đức chấn thương không được dự King's Cup. Nhưng bóng đá mà, chấn thương thì phải chịu thôi. Hy vọng của chúng tôi lúc này là Văn Đức vào sân đá tốt, ghi bàn trận tới. Nếu được trở lại khoác áo DT quý G, không chỉ con tôi mà nhiều người sẽ tự hào. Đương nhiên Văn Đức cũng như nhiều cầu thủ khát khao trở lại. Văn Đức trở lại ngay trận gặp Sài Gòn giúp cổ động viên SLNA tin tưởng vào kết quả có lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Năm ngoái, Văn Đức là người đã ghi bàn ở mặt sân Thống Nhất mở ra chiến thắng của SLNA trước TPHCM. Hiện tại, đội chủ nhà đang có phong độ khá tốt khi chưa thua trận nào ở đây. Sài Gòn đang xếp hạng 4 với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Nếu có thêm 3 điểm, họ sẽ vượt mặt chính SLNA. Sài Gòn đã thắng 4 và hòa 1 trận mùa này và tất cả đều đến ở Thống Nhất. Vấn đề với câu lạc bộ này là hàng thủ có vấn đề khi để thua 13 bàn, gần bằng số bàn thắng 15. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết điều ông lo lắng là sự tập trung của các cầu thủ ở thời điểm cuối trận.